Chương trình tham gia gồm các tác phẩm: một, hòa tấu Vọng Ngàn, đạo diễn Đức Phong, biểu diễn toàn đoàn; hai, đơn ca Sáo Bông, sáng tác nhạc sĩ Minh Cừ, biểu diễn Lily; ba, múa Rước Dâu, biên đạo Phương Lan, âm nhạc Thành Trung, biểu diễn Tốp Nam Ngữ Múa; bốn, Tốp Ca Nam, Trợ Tình Thắng Cố, sáng tác Đinh Việt Dũng; năm, hát múa Lai Châu Ngọc Sáng Biên Cương, sáng tác nhạc sĩ Thành Trung, biên đạo Hoàng Trung. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Yeah.
Oh,
2022 của đội văn nghệ bản Sa Thàng, xã Sa Thàng, thành phố Lai Châu.